Năm 1931 nào. It was cold and wet. Well, Bob put on his swimming suit and went to the beach. Trời rất là lạnh và ẩm, đúng không nào? Đấy, thì ta có although, therefore, moreover, and nevertheless. Cái này trọng âm vào số 3, nevertheless. Mời chú ý nhé. Thì trong câu này chúng ta có là gì? Câu 131. 131 thì chúng ta có những cái từ này hầu như chúng ta đều biết hết rồi, đúng không? Cái nevertheless nó là gì? Tuy nhiên, do vậy, đúng không nào? Thì trong câu này chúng ta bắt buộc phải dịch nghĩa khi mà chúng ta làm những cái dạng bài conjunction, tức là cái từ nối ấy, hiểu chưa? Liên từ ấy thì bắt buộc chúng ta phải dịch chúng ta mới làm được. Hiểu chưa? Thì trời rất là lạnh và ẩm. Hiểu chưa? Tuy nhiên, ấy vậy mà Bob thì vẫn mặc đồ và đi ra biển, đúng không? Thì ta có ở đây đáp án thì sao là đi. Nha. Tuy nhiên ấy vậy mà. Nha. Không biết là cái Lan nhắn tin cho anh là cái gì. Câu 132 nào. 132. Instead of being excited about the good news, Ted seemed to be the dot. Ok, thì trong câu số 132 ta sẽ làm đáp án gì thì là ignorant, hay indifferent, unlikely, hay unexpected. Đây là những cái từ vựng khá là phổ thông, khá là không không khó đúng không? Đấy, thì bây giờ trong cái ignorant, ignorant là cái cấu trúc đó ignorant of nghĩa là ngu dốt. Được chưa? Ngu dốt. Nha. Indifferent, indifferent nó là kiểu như thế là thờ ơ, không quan tâm, đúng không? Bằng quang thì ta có indifferent thì ta có đi với giới gì thì to. Đúng chưa nào? Còn unlikely thì nó cộng với to verb, đúng không? Còn unexpected là gì? Bất ngờ. Được chưa? Thì trong câu này các bạn sẽ chọn đáp án gì đấy ạ? Rõ ràng là trong cái câu này thì dịch nghĩa mới làm được, bởi vì nó liên quan từ vựng. Thì trong câu 132 ta có đáp án là B nha, indifferent, tức là không quan tâm. Đấy, thay vì đúng không, instead of, thay vì là hứng thú về cái tin tốt lành, nhưng mà thiết có vẻ như thế là vẫn không quan tâm cả, đúng chưa nào? Mấy từ kia nó không hợp nghĩa. Rồi, câu 133 nào. The only people she looks dada to are her parents. Thì trong câu số 33 này chúng ta sẽ chọn là gì nào? Thì câu này thì anh cần phải xem các bạn comment đáp án, bởi vì là sẽ có người bị nhầm lẫn, nên là anh cần xem thì không biết là các bạn có bị nhầm không. Thì trong câu 133 thì có gì? Thứ nhất là after, for, at hay là up. Thì trong này nó liên quan tới phrasal verb, đúng nào? Được chưa? Thì thứ nhất là look after, mọi người biết, chắc chắn biết rồi, nó bằng take care of, care for hay là gì nhỉ? Hiện tại anh nghĩ bấy nhiêu thôi. Được chưa? Đúng nhỉ? Look after, chăm sóc đúng không? Look for, tìm kiếm này, look up, nhìn vào này, look up. Thì hôm trước chúng ta có cái đề thi trung học phổ thông quốc gia, nó có cái cụm là look up đúng không? Look up nó sẽ bằng become better. Đây chỉ là anh cho thêm nhá. Look up nó bằng với become better. Đúng không nào? Hôm trước thi trung học phổ thông quốc gia chúng ta cầu ý đấy. Thì trong câu này nó lại có cái thằng to ở đây. To ở đây. Thấy chưa? Thì nếu mà các bạn chọn là A, B, C thì nó lại là sai. Chúng ta có đoán chính xác đây là D. Nha. Vậy thì ta có cái cụm sau đây. Look up to, đúng không? Look up to nó bằng gì nhỉ? Nó bằng với admire hoặc là respect. Được chưa? Someone. Tức là mình tôn trọng ai đó. Được chưa? Và nếu mà mình quay thường ai đó thì rõ ràng ta có cái cụm đó là gì? Look down on. Được chưa? Tức là mình khinh khỉnh ai đó, mình quay thường ai đó, look down on someone. Nha. Đó. Nó còn bằng một cụm nữa, bây giờ anh không nhớ. Nó là một thành ngữ là cái gì mà liên quan tới cái mũi. Hiện tại thì anh chưa nhớ. Được chưa? Các bạn chú ý nhá, câu 133 đây. 134 nào.
The doctor who is the doctor tonight in the general hospital is Mr. Brown. Thì các bạn chú ý đây, cái general hospital đây nó là bệnh viện đa khoa nha. Đấy, thế bây giờ chúng ta nói là gọi là bác sĩ đa khoa. Cái bác sĩ đa khoa ở đây thì nó có cái thằng này practitioner nha. Practitioner nó là bác sĩ đa khoa. Chú ý nha, bệnh viện đa khoa là general hospital, còn general practitioner nó là gì? À, bác sĩ đa khoa, mọi người chú ý nhé. Ok nào, cái bác sĩ người mà gì nhỉ, người mà trực tối nay thì đó là ông Brown, đúng chưa? Thì trực ở đây là gì ạ? Trực ở đây ta có là C, ok, ta có trực ở đây là C nha. Đấy, còn on tour đây nó là lưu diễn, được chưa? Chúng ta không có on turn, chúng ta chỉ có intern mà thôi nha, chỉ có intern là theo lượt, được chưa? Còn out on turn thì không thấy. Cũng tương tự ta có on work, ở đây không có on work, chúng ta chỉ có work on thôi. Work on thì có nha, work on someone to do something thì nó có nghĩa là persuade someone to do something, tức là chính xác là try to persuade someone to do something, tức là cố gắng thuyết phục ai đó làm cái gì nha. Chú ý nha, work on someone to do something nó bằng với try to persuade someone to do something nha. Và trong câu này ta có đàn C. Đấy, bác sĩ người mà trực đó là ông Brown trong bệnh viện đa khoa, đúng rồi, trong bệnh viện đa khoa là ông Brown. Ok, câu 35 nè. If you want to get better, do exactly the doctor tells you. 135 ta sẽ chọn án gì đấy ạ? Nếu mày muốn tốt hơn thì mày nên làm theo những gì, đúng không? Mày nên làm theo những điều bác sĩ bảo này, được chưa? Đấy, thì trong này chúng ta có đáp án gì đấy ạ? Thì chắc chắn là cái the same này, the same nó phải cộng với danh từ, đúng không? Thì cái này là chúng ta lại được cái này này, alike đây nó vừa là tính từ và vừa là nhãn từ nhá, và nó đứng ở cuối câu. Đó, ta có cái cụm đó là look alike, đó là look alike, tức là nhìn giống, nhìn trông giống. Thì còn like as thì trong tiếng Anh phổ thông chúng ta học thì chúng ta chỉ chọn đáp án là as theo cái cấu trúc đó là as cộng với một mệnh đề, đúng chưa nào? Đây nó cộng với clause, một mệnh đề, đây nó chính là clause, được chưa? Clause là một mệnh đề nó bao gồm phải có gì, chủ ngữ và động từ, đấy được gọi là một mệnh đề. Tuy nhiên thì trong cái tiếng Anh, trong văn nói chúng ta thường cũng có thể sử dụng là like cộng một mệnh đề được. Nhưng mà trong cái văn mà chúng ta thi này, chúng ta làm bài thi này thì like nó chỉ cộng với danh từ hoặc cụm thôi. Được chưa? Rồi. Đó, mọi người chú ý nhé, đây là C, S, S đây thì là gì? Như. Thế nào? 136 nè. The window was so high that that I could see was the sky. Trong 36 đây sẽ chọn là gì đấy ạ? Nghĩa là which, just, or, hay there. Cái cửa thì quá là cao đến nỗi mà gì nhỉ? Đến nỗi mà gì? Tất cả tôi có thể nhìn thấy đó là cái bầu trời mà thôi. Thì trong này thì rõ chúng ta phải dịch nghĩa thôi, đúng không? Ta có đáp án có 136, đáp án là C nha. Tất cả thôi nha, chứ không phải which nha. Chúng ta dịch chỉ có C, tất cả mà tôi có thể nhìn thấy. Yeah. 137 nè. Does that broken into when we were away? No, when we were away on holiday. Trong câu này đáp án thứ nhất là it was our house, hay là thieves had our house, we had our house, hay là our house had. Trong 137 nè, cái gì đó bị đột nhập, đúng không nào? Broken into là đột nhập khi mà chúng tôi đi đi nghỉ mát. Thì câu này nó có liên quan từ cấu trúc là have something done, đúng chưa? Các bạn phải nhìn ra cấu trúc các bạn mới làm được đấy, đúng chưa? Đấy, tương tự câu D chúng ta lại luôn, đúng không? D lại bởi vì sao? Chúng ta không thể nói là cái nhà chúng ta tự đột nhập được, đúng chưa? Phải là bị đột nhập. Đấy, nếu mà đây nó là have been thì còn suy tính lại, đúng chưa?
Tương tự là A cũng không hợp nghĩa, không hợp cái cấu trúc ngữ pháp ở đây. Và lần B cũng vậy. Thieves had our house broken into. Không đúng, đúng không? Ta cần cấu trúc gì nhỉ? À, chủ ngữ xong rồi cộng have cộng với vật xong rồi cộng với phần thứ hai. Cái broken đó chính là phần thứ hai. Được chưa? Ok, ta có đáp án đây là B nha. Chúng tôi nhà chúng tôi bị đột nhập khi chúng tôi đi có kỳ nghỉ xa. 138 nè. He was not a great scientist, but also a very talented poet. Thì câu này nó liên quan tới từ vựng đó rồi. Hardly, merely, scarcely hay là fairly. Hardly là hầu như không, đúng không? Merely là chỉ hoặc là đơn thuần. Nó cũng gần nghĩa với thằng only. Scarcely, chúng ta cũng biết nghĩa rồi, nhưng chúng ta có cấu trúc là gì nhỉ? Scarcely when, đúng không? Vừa mới thì đấy, đúng không? Fairly là gì? Một cái công bằng, đúng chưa nào? Thì trong câu này chúng ta phải dịch nghĩa mới ra nhé. Vậy ta có đáp án câu số 138, đáp án là merely. Giờ anh ta không chỉ là một cái nhà nghiên cứu khoa học tuyệt vời, vĩ đại, mà anh ta còn là gì? À, một nhà thơ rất là tài năng, xuất chúng, đúng không? Ta có 138, đáp án là B nhá. Đây là chỉ đơn thuần. Được chưa? Ok. 139 nè. He's decorating the house that they're selling it and will buy another large house. Anh ta thì đang trang trí ngôi nhà như thế nào đó bán nó, đúng không? Và sẽ mua một ngôi nhà lớn hơn. Ngôi nhà lớn khác. Thứ nhất in view. In view thì nó có nghĩa là sẽ thấy. Được nhá. By means of đây nó bằng phương tiện. Các bạn chú ý là cái means khi nó là danh từ, à khi nó có s thì chúng ta có dịch nghĩa nó là phương tiện nhé. Bằng phương tiện gì? Bằng phương tiện này, phương tiện cách thức ấy, được chưa? Còn từ tiếp theo, insofar as thực tế nó phải viết thế này, không viết thế kia cũng được. Thì ta có insofar as thì nó nghĩa là gì nhỉ? Tới mức độ, tới mức độ hoặc là chừng mực gì đó. Yeah. Còn with a view to nó sẽ cộng với verb in nhá, cộng với doing something. Đấy, tức là nó sẽ bằng với with the aim of doing something. Yeah. Với mục đích làm gì? À, chú ý nhé, ta có đàn D với mục đích làm gì? Vậy thì anh cho nghĩ như vậy thì các bạn hoàn toàn có thể gì nhỉ? Hoàn toàn có thể chọn được rồi, đúng không? Ta có anh ta đang 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 trang trí lại nhà với mục đích là bán, đúng chưa? Thì ta có đáp án D. Ok chưa nào? Rồi chuyển sang câu 110. There was nothing special about him. Deduct from his flowery tie. 140 này, 140 thì quá dễ, đúng không? 140 thì dễ quá rồi. Đó. Thì ta có cái thằng from đây. Thì trong bốn cái thằng này thì thằng nào đi from? Thì chúng ta chỉ có mỗi thằng gì apart from, đúng không? Nào, nếu mà nào vẫn chưa biết thì anh sẽ cho lại. Ta có but nó sẽ bằng với except, bằng với except for và bằng với apart from và bằng với gì nhỉ? À, bằng với other than nha. Bốn thằng này sẽ bằng nhau, các bạn chú ý là bốn thằng này bằng nhau. Như khi mà nó như thế này thì nó mới bằng nhau nhé. But bằng except for bằng apart from other than, được chưa? Ngoại trừ, được chưa? Và ta có đáp án đây là C nha. Đáp án C. 41 nào. She lived for many years after her husband died. Sau khi chồng chết thì cô ta gì nhỉ? Thì ta có on in over through. Thì trong cái này chúng ta nếu mà các bạn mà cái nghĩa này thì các bạn có thể các bạn sẽ biết đấy. Nhưng mà nếu các bạn mà không tỉnh thì các bạn sẽ không không nhận ra đâu. Nha. Thì cái này cho anh sẽ cho cái key luôn, ta có live on. Live on đây
Bình thường các bạn có thể thấy cụm live on là sống bằng gì đúng không? Sống gì đúng không? Sống bằng việc gì đúng không? Thì live on fruit là sống bằng trái cây chẳng hạn, đúng không? Thì còn live on ở đây nó còn một cái nghĩa nữa là sống nhờ vả. Được chưa? Tức là cô ta sống nhờ vả, tức là mình nương tựa vào người khác. Đấy, khoảng nhiều năm sau khi thì nhờ chồng chết. Được chưa? Tức có live on đây là sống nhờ vả. Các bạn chú ý là live on something là sống bằng cái gì, nhá, nó cũng là sống nhờ cái gì đấy nhá. Câu 142 nè, đàn AA nhá, 142 nè: Since I moved house, I haven't had much trouble with those friends. 142 ta có đáp án gì đấy? Thứ nhất là connection, contact, hay là link, hay là meeting. Thì trong này là gì nhỉ? Kể từ khi tới ngôi nhà này thì tôi không có nhiều liên lạc với những người bạn. Được chưa nào? Thì ta có 142, ta có gì? Liên lạc đây là contact nha. Contact thì ta là B. Được chưa? Đấy. Thực sự thì connection, contact hay là link nó đều có đi với giới từ with. Nhưng mà cái contact này nó có nghĩa là phù hợp hơn nha, tức là không có liên lạc ý, bị mất liên lạc rồi, ở đây nó phủ định. Với chưa nào? Rồi câu 143 nào. 143 ta có I post the letter for you on my way to work. Câu này nó liên quan tới cái từ để hỏi đây. Trong câu hỏi này thì không biết các bạn có bạn nào bị nhầm không? Nào có một bạn thứ nhất do sao hay là good hay là will. Được chưa? Thì các bạn chú ý là cái câu này ấy, các bạn có thể bị phân vân giữa đáp án B và đáp án gì, đáp án D đúng không? Tuy nhiên thì trong câu này chúng ta chỉ chọn được đáp án B mà thôi nha. Đáp án B sell, cái này ấy, thì nó chỉ đi với giới từ gì, nó chỉ đi với cái thằng gì I hoặc là we thôi nha. Đấy, kể cả will này thì cũng vẫn đi với I với cả will bình thường. Tuy nhiên các bạn chú ý là cái thằng share trong trường hợp này nó là mang tính đề xuất làm cái gì đó. Đấy chưa? Tôi sẽ gì nhỉ? Tôi sẽ đăng bức thư, gửi bức thư đó cho bạn trên đường đi làm được chứ. Đấy chưa? Nó sẽ mang cái tính đề xuất hơn nha. Bạn chú ý này, cái sale nó mang tính đề xuất ở đây nha. Nó cái này nó cũng cần bằng cái thằng will luôn, nó có thể thay cho thằng will được luôn, nhưng mà ở đây cái trường hợp này nó mang tính đề xuất làm cái gì đó nhé. 143 đáp án là B. 144 nè, đây cũng rất là dễ: I'd rather you to her, why we can't go. Cái con này các bạn có nhớ cái cấu trúc I'd rather good nam good rather đúng không? Nó bằng gì? Có bạn nào còn nhớ cái cấu trúc này không? Cái cấu trúc này trước anh đã nói rất là lâu, không biết là có bạn nào còn nhớ bằng good gì nữa không? Nếu mà chứng tỏ các bạn nhớ ấy, thì các bạn chứng tỏ là các bạn đã học cái livestream ấy rồi. Không biết là các bạn có đã xem cái livestream good rather, nó còn một cái cấu trúc khác cách dùng y như vậy. Nó bằng gì này, có ai nhớ không? Good gì? Hiện tại là anh chưa thấy ai comment cả. Có ai biết không ạ? Chắc là không biết rồi. Ta good rather nó bằng gì? À, good sooner. Được chưa? Nhớ nhá. Hai thằng này nó bằng nhau và nó cách dùng y như nhau, tức là nó vẫn phải lùi thì nha. Good sooner. Được chưa? Vậy thì ta có I'd rather you gì cộng với verb lùi thì đúng không? Đấy, lùi thì đây chỉ có explained là đi. Ok. Bạn chú ý nhé, would rather nó đây nó vẫn có thể bằng would sooner ở đây nha, chú ý cho anh. Nó cách dùng y như nhau nhé. Rồi ok, câu 145 nè: The national football team refused to itself to be defeated by the visiting team. Câu này rất là hay bởi vì là anh có thể chế lại bằng cái câu câu dành cho đội tuyển Việt Nam mình đúng không? Mình có thể nói là gì? The Vietnam National Football Team refused itself to be defeated by the gì nhỉ? Không phải là visiting, đây là by Uzbekistan National Team.
chẳng hạn, đúng không? Đấy, cái câu này mình có thể chế biến thành câu Việt Nam và nó sẽ gây một cái cảm xúc này, và chắc chắn là các bạn sẽ nhớ cấu trúc này. Đấy chưa? Câu 145 ta có đáp án là gì? Thế này các bạn phải biết cái cụm của nó thì các bạn mới làm được. Đấy chưa? Nếu các bạn có thể vận dụng được cái trường hợp thực tế của mình ý, thì nó sẽ nhớ được nhiều hơn, nhớ được dai hơn. Thì trong câu này ta có cái cấu trúc đó là đàn B trước, thì ta có cấu trúc đó là gì nhỉ? Resign. Đấy chưa? Oneself, to doing something, tức là cam chịu, được chưa? Cam chịu, đấy, tức là cái đội bóng quốc gia này thì gì nhỉ? Từ chối, cam chịu bị gì nhỉ? Bị đánh bại. Ở đây nó có thể to be, to verb cũng được, nhưng mà thông thường nó là to cộng doing something, cam chịu làm cái việc gì đó, làm cái gì đó. Được chưa? Bị đánh bại. Được chưa? Đó. Còn retire các bạn biết rồi đúng không? Dismiss là gì? Sa thải đúng không? Withdraw là rút lui đúng chưa? Theo có cái cấu trúc này nhé, bạn chú ý cho anh là resign oneself to cộng verb in, tức là cam chịu làm gì đó. Được chưa? Đấy. Cái cuốn sách Dare You cũng có cái cụm này. Nó trong cái phần viết lại câu. Câu 146 nè. He asked that he were my boss. Anh ta cư xử cứ như thể là ông chủ của tôi vậy, đúng nào? Thì trong này cứ như thể success lại luôn, ví dụ đúng không? Look like lại luôn, cũng từ này lại luôn đúng không? Ta có gì as if và if only, cái hai thằng này thực tế là nó đều rồi thì, tuy nhiên thì cái nghĩa là hoàn toàn khác, thấy chưa? Cái nghĩa hoàn toàn khác, đấy. If only nó là giá như mà, đúng chưa? Còn as if là cứ như thể, đúng chưa? Vậy ta có đáp án đây là A. Đơn giản thôi. Các bạn chú ý là as if cộng với gì nhỉ? Cộng với clause lùi thì. Bạn chú ý luôn là khi mà mình lùi thì á thì cái be này luôn số nhiều nha. Cho dù cái he này này nó đang ở đang he là số ít, nhưng mà cái be này vẫn số nhiều. Chú ý khi mà lùi thì nhé, nó là một cái đặc thù của tiếng Anh. Câu 147 nào. That he has never worked is not entitled to unemployment benefit. Nào, trong câu số 147 ta sẽ chọn gì đây? Các bạn chọn giúp anh có một số một trong 147 nào. À đây entitled, đây nó phải có đi đúng không? Được chưa? Thì trong câu này thì nó có cái thiếu thằng chủ ngữ, nó đang bị thiếu thằng chủ ngữ rồi. Đó. Thì mẫu bài ta có thứ nhất who, whoever, those who hay là men who. Thì các bạn có thể loại cái này và đáp án này. Bởi vì sao? Các bạn chú ý cho anh là those who, được chưa? Thì bây giờ nó cái those này nó biểu tượng cho gì? Số nhiều, được chưa? Đấy, số nhiều. Thì bây giờ those who has số nhiều mà có cái trợ động từ has này thì rõ ràng là không được đúng không? Vậy ta có loại luôn là C. Tương tự men này cũng là đáp sai. Vậy thì còn đáp án A với cả đáp án B mà thôi. Thì các bạn chú ý này, 147 các bạn chú ý này, chú ý nhá. Bây giờ nếu mà các bạn thử lắp cái thằng who vào đây. Who has never worked is not entitled to unemployment benefit. Rõ ràng khi mà mình lắp cái thằng who vào đây này, thì nó lại một câu này nó lại có gì? Một động từ. Hai động từ. Thấy chưa? Nếu mà cho cái thằng who vào thấy thấy ngay hai động từ thì một câu đơn làm gì có hai động từ. Đúng chưa? Vậy thì ta có cái vấn đề ở đây, cái vấn đề cái whoever nó là đáp án chính xác. Bởi vì sao? Bởi vì sao? Bởi vì whoever ở đây nó bằng với anyone who. Thỏa mãn chưa? Thỏa mãn chưa? Rất là thỏa mãn rồi còn gì nữa, đúng chưa? Anyone who, được chưa? Bất kỳ ai, người mà gì không làm việc
Được chưa? Thì không được có quyền để nhờ trợ cấp. Đấy, thì bây giờ rõ ràng là có cái hai thằng này nó quá thỏa mãn về cái mệnh đề quan hệ được còn gì nữa. Anyone who has never worked. Nào, bây giờ xóa bỏ đi. Quá chính xác, anyone cộng với gì? Be số ít. Quá đúng còn gì nữa. Đúng chưa? Được chưa? Mọi người chú ý nhá, khi mà nó đóng vai trò chủ ngữ ấy, cái whoever này nó bằng với anyone who. Được chưa? Nhớ nhá. Đấy, có nhiều câu nó tương tự như này này, nên các bạn chú ý. 148. When she came to the door, she found herself in a hospital. 148 nè. Khi mà cô ta gì nhỉ? Cô ta như nào đó thì cô ta thấy mình ở trong gì? Trong bệnh viện. Thì ta có đây, ta có come gì? Come round, được chưa? Hoặc come around. Đấy, nó sẽ bằng với gì ạ? Become conscious. Cái cụm này thì chúng ta gặp rất là nhiều rồi, đúng chưa? Gặp cực kỳ nhiều rồi. Nên là bây giờ chỉ cần nhìn phát ra luôn đáp án B nhé. Học cái chuyên đề phrasal verb rồi, bây giờ các bạn biết rồi gì nữa. 149. Bill ate an enormous breakfast. Now that he still feels hungry now. Even though that, moreover, and besides. Các bạn chọn giúp anh cái câu số 149 nào. Nào, thì ta có even though mặc dù, thì trong câu này nó không hợp nghĩa. Bill thì ăn bữa sáng rất là lớn đúng không? Đấy, mặc dù anh ta cảm thấy đói thì không hợp nghĩa này. Moreover cũng không hợp nghĩa. Hơn nữa anh ta cũng cảm thấy đói. Tương tự besides đây nó là gì? Hơn nữa mà lại thì cũng không hợp nghĩa. Thì ta có Z ở đây. Và chú ý là cái Z ở đây nó bằng với thằng however. Tuy nhiên thì anh ta vẫn cảm thấy đói nha. Các bạn chú ý là 149 ta có Z nó bằng however. Tuy nhiên nha. Bill ăn bữa rất là nhiều thức ăn. Tuy nhiên thì anh ta vẫn cảm thấy đói. Rồi, 150 nào. The jokes that Jack told us were as old as the. Thì trong cái này nó liên quan tới thành ngữ mất rồi. Có bạn nào biết cái thành ngữ đó là gì nhỉ? Xưa như trái đất đó. Xưa như trái đất. Xưa như trái đất đó. Thì ta có cái thành ngữ đây đó là as old as the hill. Nha, as though as old as the hills nha. Vậy ta còn là C, tức là xưa như trái đất. Các bạn chú ý, nếu mà bạn nào mà sẽ vào xem sau thì nên share về mà xem nhé, bởi vì kiến thức trên cũng khá là kiến thức nhiều đấy, khá nhiều kiến thức mới đấy. Nào, câu số 151 nè. You look so exhausted. I don't plow the town all the morning. Nó liên quan, cái câu 51 này liên quan tới vấn đề chơi thi, đúng không? Mày nhìn rất là mệt mỏi, trông mày mệt mỏi quá. Đấy, thằng kia trả lời là tao chạy quanh cái thị trấn này cả buổi sáng rồi. Được chưa? Đấy. Thì rõ ràng cho câu này nó đang hiện tại. Đang hiện tại đúng không? Đang hiện tại thì làm sao mà câu này nó lại liên quan đến quá khứ được? Được chưa? Có một cái điểm rất hay chơi thi là các bạn chỉ cần chú ý. Nếu mà nó thuộc cái công thức ấy, thì nó không mình không nói. Tuy nhiên nếu mà nó không thuộc cái công thức gì cả, nó bắt mình chơi thì bình thường, các bạn chú ý là sẽ có những cái vế để cho chúng ta biết cái dấu hiệu nó đang ở thì gì nha, để chúng ta căn cứ ở đấy chúng ta sẽ ngắm vào những cái thì gì. Chứ không thể là cho thì hiện tại mà chúng ta ngắm vào thì quá khứ được. Được chưa nào? Thì trong câu số 51 này chúng ta chỉ có đáp án gì? Đi. Tao chạy suốt cả buổi sáng rồi. Thế nào? Nó nhấn mạnh tới cái tính liên tục của hành động. Câu này dễ đúng không? Câu 152. Although her visit was we welcomed her just the same. 52 ta có gì ạ? Mặc dù là cái chuyến chuyến thăm của ta là như thế nào đó, nhưng mà chúng tôi vẫn thì nhỉ, vẫn chào mừng như thường thôi. Thứ nhất, unwanted. Unwanted nó là tính từ không muốn đúng không? Không muốn đến, đúng chưa nào? Undoubted. Undoubted chúng ta biết nghĩa rồi đúng không? Unexpected. Unexpected là gì? Gọi là
bất ngờ nha. Impermanent, impermanent nó nghĩa là gì nhỉ? Nhất thời đúng không? Cái chúng ta có permanent thì nó là mãi mãi, còn impermanent thì nó là gì? Không mãi mãi, không mãi mãi thì nó chỉ là nhất thời thôi. Được chưa? Đấy, thì cái chuyến thăm của ta, mặc dù chuyến thăm của ta thì nhỉ, rất là bất ngờ, chưa? Không không được tính toán tới, nhưng mà chúng tôi thì vẫn là gì? Rất là welcome. Ok, và ta có đáp án đây là C. Câu 153 nè. It is imperative that this letter that immediately. Thì trong này ra là gì đây? Câu này liên quan tới phần ngữ pháp bàn thể cách đúng không? Ta có liên quan tới bàn thể cách. Thì trong này thì ta có gì nhỉ? Bàn thể cách thì nó cái vế trước này này, cái vế trước này, sau đó nó cộng với gì? Chủ ngữ xong rồi should cộng verb đúng không? Should cộng verb nào? Verb đó, thế là xong. Thế bây giờ chúng ta chỉ nhìn dưới là should cộng verb. Tuy nhiên câu này có cái this letter. This letter nó là vật, vật thì nó không thể tự gửi được. Đúng chưa? Nó phải bị gửi, nó phải được gửi. Đúng chưa? Thì bây giờ cứ theo cấu trúc này thôi. Should cộng verb đúng không? Thì be sẽ theo verb. Đúng chưa? Be sẽ theo cái thằng verb này. Đây cái thằng verb này nhá. Đây này. Đấy thì be là verb, nó vẫn là nguyên thể thì ta vẫn là be cộng verb gì? Con thứ hai thôi. Should be cộng verb thứ hai. Đúng chưa? Thì trong này riêng cái bảng thể cách nó cái nó có một cái này đó là gì nhỉ? Nó có thể rút gọn được cái suit này đi, rút gọn được cái suit này đi đó. Và chúng ta có mỗi thằng gì khi mà rút gọn thì nó có mỗi thằng b cộng với thứ hai thôi. Bây giờ chúng ta chỉ lắp ghép nó thôi, b cộng gì, cent, cent nó là chính là với thứ hai. Đó, đàn c nhé, thật là cấp thiết đúng không? Imperative, thật là cấp thiết rằng là cái bức thư này phải gửi, được gửi ngay lập tức. 154 nè. He opened the letter without to read the address on the envelope. Cái này phải có e nha. Các bạn có thấy thắc mắc tại sao anh này nói là address không? Bởi vì cái này có hai cái đọc nha. Anh không nhớ là anh Mỹ nó đọc là address. Anh thì đọc là address nha. Anh ta mở bức thư mà không thì nhỉ, without, mà không thì thứ nhất là worrying, caring, concerning hay là bothering. Thì ta có worrying là lo lắng, mà không lo lắng, hay caring là quan tâm này, concerning là cũng là lo lắng này, hay bothering là bận tâm. Được chưa? Thì trong câu 154 này thì các bạn chú ý là nếu mà chúng ta lắp nghĩa vào thì hầu như cái nghĩa nào nó vẫn ok. Được chưa? Nghĩa nào cũng ok. Tuy nhiên ta có mỗi thằng bother nó cộng với to do something, tức là bận tâm làm cái gì đó. Chưa? Bận tâm làm cái gì đó. Đó, thì trong cái này ta có mỗi thằng này là chính xác thôi, còn mấy thằng kia nó không cộng với to do something rồi. Được chưa nào? Đó, anh ta mở bức thư mà không thì không bận tâm đọc cái địa chỉ. Được chưa? Đọc cái địa chỉ trên cái phong bì. 155 nào. The gardener tells me that everything by the end of this year. Trong này chúng ta có liên quan tới chia thì, mà chia thì này thì chúng ta thấy ngay cái dạng từ này thì chúng ta sẽ làm được luôn nếu mà các bạn nắm chắc về cái dạng từ by the end cộng với thời gian. Được chưa? By the end cộng thời gian thì chắc chắn là nó là thì gì nhỉ, tương lai hoàn thành. Được chưa? Rất là dễ. Được chưa nào? Đấy, thì người làm vườn thì bảo với tôi rằng là mọi thứ sẽ được trồng đúng không? Plant sẽ được trồng trước cuối năm nay. Được chưa? Ta có will have been planted. Đàn D nhé. Câu này khá là dễ. Câu 56 nè. Does everyone working here? I'd like to thank you for the generous donation. Mọi người làm việc đây tôi muốn gửi lời cảm ơn tới sự gì nhỉ, quyên góp rất là hào phóng của bạn. Đúng không nào? Thì trong câu 156 ta có đàn gì, mọi người comment giúp anh nhé. 56 nhé. Comment thì anh bây giờ anh sẽ phân tích ra từng từ một. Anh rất thích là nói về cái cụm này. Thứ nhất là cái thằng on the whole. On the whole. Nào, on the whole chúng ta có on the whole nó sẽ bằng với generally, chưa nào? Nó sẽ bằng với thằng gì nữa nhỉ? In general. Và sẽ bằng với thì s
thực ra nó không hẳn là bằng nhé, nó tính là nói là bằng thì chưa hẳn là bằng, nó chỉ xấp xỉ thôi. Được chưa? As a general rule, được chưa? À, thông thường hay là theo lệ thường, được chưa? Nếu bạn nào mà dùng cuốn English Dare You nó phải có tầm 7 cụm như này, 7 cụm nó bằng bằng kiểu như này. Để nói chung hay là thông thường theo lệ thường nhưng vẫn như nhau đúng không? Đấy. Ta có on behalf of hôm trước anh có nói là on behalf of bằng gì nhỉ? On one's behalf. Được chưa? Tức là đại diện. Được chưa? With regard to. Nè, bây giờ ta có with hoặc là in regard to. Được chưa? Thì nó có nghĩa là liên quan quan đến hoặc là về cái gì đó. Được chưa? Something đây. Được chưa? In view vừa nãy nói rồi sẽ thấy đúng chưa nào? Thì trong câu này ta có đáp án gì? Thay mặt tất cả mọi người làm việc đây, tôi muốn cảm ơn bạn. Đúng chưa nào? Vậy ta có 5 6 đáp án là B. On behalf of nha. Chính xác on behalf of. Được chưa? Rồi 1 5 7. The teacher asked a difficult question, but finally turned out a good answer. Ta nghe câu chúng tôi rồi. Là put up with chịu đựng, keep pace with là gì? À, bắt nhịp với đúng không nào? Make way for thì nó sẽ bằng với make room for hoặc là make space for, tức là dọn chỗ cho cái gì đó đúng chưa? Và ta có đáp án D, come up with là gì? À, nảy ra cái gì đó, nảy ra cái ý kiến gì đó. Thì trong câu này ta có gì nhỉ? Học giáo viên hỏi câu rất là khó, rất là khoai đúng không? Nhưng mà cuối cùng thì test thì nghĩ ra một cái câu trả lời rất là thuyết phục. Được chưa nào? Vậy ta có đáp án gì? Đi. Nghĩ ra thôi. Được chưa? 158. The volcano which had been under for years suddenly exploded. Nó lại liên quan tới mất cái thằng từ vựng mất rồi. Như là passive, idle hay là immobile hay là inactive. Thì 158 ta có passive voice bị động đúng không? Idle nó bằng với lazy, lười biếng, đúng chưa? Immobile thì ta có mobile, mobile phone tức là điện thoại di động đúng không? Immobile tức là gì? Bất động, đúng chưa? Đây. Còn inactive, active nó là gì? Hoạt động đúng không? Còn inactive nó là gì? Ngừng hoạt động, đúng chưa? Vậy ta có cái núi lửa volcano, cái mà đã ngừng hoạt động, đúng chưa? Đã nằm ngủ nhiều năm thì bất ngờ thì bùng nổ, đúng chưa? Bắt đầu phun trào lên thì ta có đáp án là D thôi nha. Mấy từ này khá là dễ đúng không nào? Là 159. Although he was completely the dot, he produced the most beautiful table. Mặc dù anh ta hoàn toàn như thế nào đó, anh ta vẫn có thể gì nhỉ, sản xuất ra những cái bàn rất là tuyệt đẹp. 159 nó có nhé, unable, incapable hay là uneducated hay là untrained. Unable các bạn biết rồi đúng không ạ? To do something, không có khả năng làm gì. Incapable, incapable ở đúng không? Không có khả năng, cũng là nó bằng kiểu như unable thôi. Giờ uneducated tức là gì? Vô học. Được chưa? Vô học. Ta có uneducated speech tức là gì? Lời nói vô học. Các bạn dịch thế nào cũng được, nghĩa là nó xem cái thằng lời nó vô học là được nhá. Còn untrained, untrained đây nó có nghĩa là gọi là thiếu kinh nghiệm ấy, được chưa? Thiếu kinh nghiệm đấy. Bây giờ có lắm nghĩa, người ta có đoạn D là chính xác nhất đúng không? Hoặc là người ta có thể dịch nôm na là nó chưa được huấn luyện, nó chưa được đào tạo gì đó, được chưa? Thì vẫn chưa có nghĩa, mà dù anh ta thì rất là thiếu kinh nghiệm nhưng mà anh ta có thể sản xuất ra những cái bàn nó rất là tuyệt đẹp, làm ra những bàn rất là tuyệt. Là 160 đây là câu cuối cùng trước khi người ta sẽ chữa cái phần hôm nay anh có đăng ấy. The parents must be proud of themselves, I know, the result at school. Nên là sorry to hear that, hay là of course, hay là I'm glad you like it, hay là thanks, it's certainly encouraging. Câu 60 ta có đáp án gì?
bố mẹ của mày quá là tự hào với kết quả của mày trường học đấy. Sorry to hear that, không hợp nghiêm, xin lỗi. B, of course, dĩ nhiên rồi. Câu trả lời này nó có vẻ vẫn được nhưng mà nó gọi là informal, tức là nó hơi bất lịch sự một chút. I'm glad you like it. Cái này không liên quan. Quả nam D thì nhỉ? Thanks, cảm ơn nhé. Rất là gì, có động lực đấy. Quả thực là rất là có động lực. Và ta có câu số 60 đây là đáp án là D là chính xác nhất nha. Chúng ta không trả lời đáp án B được bởi vì nó bất lịch sự, mà chúng ta thấy là khi mà người ta thi, người ta không bao giờ người ta cho những cái câu trả lời nó bất lịch sự. Được chưa?